bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Tối ngày 10 tháng 9, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương xác nhận đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Hiện công tác phá đê đang khẩn trương được triển khai. Ông Giang Tuấn Anh cho hay, đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 mét, giáp danh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó, tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di rời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Ghi nhận vào khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 9, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương chuyển các bao đất tới các vị trí vỡ đê. Nhiều xe tải chở đá và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố. Hiện tại, công tác ứng phó đang được các lực lượng và nhân dân tích cực triển khai. Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn kết hợp thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy đã khiến lũ trên sông Lô lên cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực. Trong tin lũ khẩn cấp trên sông Lô, sông Gâm của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang vào tối ngày 10 tháng 9, tình hình lũ các sông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ 3. Thưa quý vị, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ thôn làng Nủ, khiến 15 người thiệt mạng, hơn 100 người đang mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của xã Phúc Khánh về vụ việc sạt lở đất nghiêm trọng tại địa bàn thôn làng Nủ. Trận lũ quét sạt lở đất đã vùi lấp toàn bộ thôn làng Nủ với 35 hộ dân, 128 nhân khẩu. Đến 14 giờ ngày 10 tháng 9, các lực lượng đã tiếp cận được hiện trường, ứng cứu được 10 nạn nhân, tìm thấy thi thể 15 nạn nhân, còn lại hơn 100 nạn nhân vẫn đang mất tích. Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai, nên khi vụ sạt lở núi xảy ra, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm người mất tích. Trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư huyện ủy Bảo Yên cho biết. Đây là trận lũ quét gây ra nhiều mất mát thương vong rất lớn trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Bảo Yên đang tập trung huy động tối đa nhân lực phương tiện cho công tác tìm kiếm cứu nạn nơi đây. Rạng sáng ngày 9 tháng 9, mưa to kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng của tỉnh Cao Bằng bị sạt lở, ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông của tỉnh. Đặc biệt tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, có hai xe gồm một xe khách và một xe gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi. Ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, đến 12 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy hai xe bị lũ cuốn trôi cùng hai người đã tử vong. Tuy nhiên, chưa xác định số lượng và danh tính những người đi trên hai xe bị lũ cuốn trôi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết thêm, hiện nay tất cả các ngã đường đến hiện trường vụ sạt trượt đều bị ách tắc do có nhiều điểm sạt lở nặng, tiềm ẩn nguy hiểm. Để đến hiện trường, phải đi xe máy từng chặng rồi đi bộ vượt qua điểm sạt lở, hết sức khó khăn. Cũng tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 9, tại xóm Lũng Nội, xã Vũ Nông, sạt lở đất khiến cháu TCC sinh năm 2020 bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Có 3 người khác bị thương do sạt lở đất là cháu Vừ Thị L sinh năm 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và 2 người chưa xác định được danh tính cùng trú tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt nghiêm trọng, sạt lở đất đã khiến cho 20 người mất tích, chưa xác định được danh tính, trong đó có 11 người tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, 9 người tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đều đã bị ách tắc, nên phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân phòng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng bị sạt lở, sơ tán tài sản có giá trị. Theo thông tin sơ bộ,
toàn tỉnh Cao Bằng có 391 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 326 ngôi nhà bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Người nhà nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, tâm trạng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, mong sớm tìm thấy người thân. Xem clip sập cầu, họ bấu víu vào tia hy vọng nhỏ nhoi, rồi biết sự việc lành ít dữ nhiều. Ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, Phú Thọ bị sập, khiến cho nhiều người và phương tiện đang lưu thông trên cầu đã rơi xuống dòng nước lũ chảy xiết. Công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, người bị nạn đã và đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Nhiều người đã có mặt gần hiện trường, nghẹn ngào ngóng tin người thân. Hơn 8 tiếng sau khi cầu Phong Châu ở Phú Thọ bị sập, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, cứu chữa người bị thương, đồng thời động viên thăm hỏi gia đình người bị nạn. 16:30 ngày 9 tháng 9, công tác lập rào chắn cầu đã được lực lượng chức năng thực hiện hoàn tất. Tại hiện trường vụ việc, nhiều người nhà nạn nhân ngóng tin người thân, mong chờ phép màu sẽ đến. Bà Mai kể, cháu gái ở Đà Nẵng về quê chơi, nhưng do ảnh hưởng của bão số 3 nên chưa về đi học. Tranh thủ thời gian rảnh, Hà Chi xuống dưới người nhà ở thành phố Việt Trì chơi. Bà Mai kể rằng, cháu xuất phát từ lúc 9 giờ, sau một tiếng đồng hồ tôi thấy xuất hiện thông tin trên mạng xã hội sập cầu Phong Châu. Tôi đã cảm thấy điều chẳng lành nên gọi điện xem cháu có qua cầu chưa thì điện thoại không liên lạc được. Gọi điện xuống cho người nhà ở thành phố Việt Trì biết tin cháu chưa đến nên chị lập tức phi xe xuống đây ngóng tin cháu, cầu mong cháu đang ở đâu đó. Nguyên nhân ban đầu theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, bão số 3 đã gây ra mưa lũ khiến cho nước sông Hồng dâng cao. Lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình lòng sông, kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, nhịp 6 và nhịp 7, lúc 10:02 ngày 9 tháng 9. Trong báo cáo, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ khẳng định, cầu Phong Châu đã qua nhiều đợt sửa chữa với lần gần nhất là năm 2023. Nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết nên công tác cứu nạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa xác định cụ thể về số người bị mất tích. Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp, huy động với các lực lượng và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Đến 20 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 17 nạn nhân thiệt mạng do bão lũ sạt lở đất ở huyện Nguyên Bình. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được 8 người bị thương đến cơ sở y tế điều trị, đang tích cực tìm kiếm 16 người còn mất tích. Theo ông Đào Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở có người tử vong, bị thương và mất tích, gồm xóm Khuối Ngọa, xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc. Tuy nhiên đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ tiếp cận được 2 điểm Khuối Ngọa và Lũng Lì, còn tại điểm xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc hiện chưa thể tiếp cận được do khối lượng đất đá bị sạt lở lớn, bị cô lập khiến cho các lực lượng chức năng khó khăn trong các công tác cứu nạn, cứu hộ. Có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, hỗ trợ người dân trong diện nguy cơ sạt lở, nhanh chóng kịp thời thông tuyến, tiếp cận hiện trường, tích cực cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng thông báo, cảnh báo các vị trí nguy hiểm, đẩy mạnh khuyến cáo thông tin về nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra để hạn chế người và các phương tiện tham gia giao thông khi không cần thiết. Thông báo cho người dân biết khu vực có nguy cơ sạt lở để di chuyển, sơ tán đến nơi an toàn. Hiện tại tình hình cứu nạn cứu hộ vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường quốc lộ 34 từ thị trấn Nguyên Bình đến xã Ca Thành, nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, có hàng chục điểm sạt lở, tắc đường nên khó đưa máy móc, phương tiện đến hiện trường. Mặt khác, thời tiết vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng có mưa khiến cho mặt đường còn trơn ướt, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn rất cao. Cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ bị sập vào sáng ngày 9 tháng 9, khiến 8 người mất tích, 3 người bị thương và 10 phương tiện bị rơi xuống sông. Hiện đã xác định được danh tính các nạn nhân mất tích. Cụ thể, các nạn nhân được xác định gồm Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005 ở Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ; Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005 ở Đắk Nông; Dương Công Chiến, sinh năm 1981, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ; Hà Quốc Chí, sinh năm 1986, Chu Hóa, Việt Trì, Phú Thọ; Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ; Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976,
Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ. Và Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979, Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ. Ba người bị thương là Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, cùng chú tại xã Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ, và Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng dâng cao, dòng nước chảy xiết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!